Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao không công bố phiếu tín nhiệm của ông Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng? Một bài viết của Phạm Chí Dũng, bài viết được đăng trên trang Cộng hòa Thời báo.com.au của chúng tôi. Khác hẳn với lối nhanh nhảu công bố kết quả phiếu bầu, tôi bất ngờ 100% cho ghế Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng ở Đại hội 12 vào đầu năm 2016 và 99,79% cho ghế Chủ tịch nước cùng chủ thể tại Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10 năm 2018. Cho tới nay, vẫn chẳng hiện ra bất kỳ một dấu hiệu nào Đảng sẽ công bố kết quả phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đặc biệt là kết quả phiếu tín nhiệm dành cho Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng sau khi Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12 năm 2018 đã lặng lẽ trôi qua khá lâu. Tốt khoe xấu che, đó là vấn đề của Đảng mà từ xưa đến nay thường họ đã từng làm như vậy. Theo một cơ chế đặc thù riêng có của Đảng Cộng sản Việt Nam và rất ăn nhập với Đảng Anh Trung Quốc, toàn bộ hệ thống tuyên giáo, báo đảng lẫn hơn 800 tờ báo nhà nước đều không ngoài vòng kiểm soát của Ban tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư và đứng trên tất cả là Tổng Bí thư. Ứng với truyền thống tốt khoe xấu che đã tồn tại quá dai dẳng trong nội bộ Đảng từ nhiều năm qua. Kết quả của cuộc bỏ phiếu hoặc lấy phiếu tín nhiệm quan trọng được tính toán có giải mật hay không chỉ nhắm đến mục tiêu khai sáng cho dân chúng và cho tất cả các thế lực thù địch trong và ngoài nước, mà còn phụ thuộc vào những tính toán lợi ích của cán cân quyền lực trong đảng nghiêng về ai hoặc bị chi phối bởi thế lực chính trị nào vào từng thời điểm. Bầu không khí lặng ngắt không chịu công bố phiếu tín nhiệm của Hội nghị Trung ương 8 năm 2018 lại giống hệt cái tâm thế ngậm hột thị sau Hội nghị Trung ương 10 vào đầu năm 2015. Hội nghị Trung ương 10 ấy đã chỉ được tổ chức vào tháng Giêng năm 2015, tức trễ hơn gần 2 tháng so với kế hoạch, với nội dung quan trọng nhất là lấy phiếu tín nhiệm cho cuộc đua thăm dò uy tín Tổng Bí thư cho Đại hội 12. Không biết vô tình hay hữu ý hay do một sự sắp xếp thiên linh của trời đất, ngay trước Hội nghị Trung ương 10 đã xảy ra cái chết của Nguyễn Bá Thanh, cựu Bí thư Đà Nẵng và khi đó là trưởng ban nội chính Trung ương. Cũng là một quan chức được Nguyễn Phú Trọng sủng ái và muốn đưa vào Bộ Chính trị nhưng đã thất bại. Như một điềm xấu với ông Trọng. Theo rất nhiều nguồn tin chính thức và báo chí quốc tế mà cho tới nay vẫn không bị phản ứng hay cải chính nào của bất kỳ cơ quan có trách nhiệm nào của Đảng hay Chính phủ Việt Nam. Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành kẻ vượt mặt Nguyễn Phú Trọng trong diễn ra hội nghị Đại hội Trung ương 10 vào đầu năm 2015, với kết quả Dũng xếp đầu bảng trong khi Trọng chỉ lót chót thứ 8. Đó là thất bại chấn động thứ hai của Nguyễn Phú Trọng kể từ khi nước mắt nhòe cặp kính lão tại Hội nghị Trung ương 6 vào năm 2012 vì không cách nào kỷ luật được đồng chí X bởi có đến 3 phần 4 ban chấp hành Trung ương khi đó vẫn còn lao theo tâm thế, còn bạc, còn tiền, còn đệ tử để dồn phiếu cho một kẻ được biết như trùm tham nhũng. Hai thất bại đó đã có lẽ đã để lại một nỗi đau đớn lớn lao và thầm kín không thốt nên lời mà một người nặng về sĩ diện và thể diện như ông Trọng quá khó để tự giải tỏa nếu không tìm được cơ hội phục hồi và lấy lại những gì đã mất. Cơ hội đó đã đến vào năm 2018 khi Nguyễn Tấn Dũng đã phải ngậm ngùi trở về làm người tử tế. Còn một quan chức được đồn đoán có mối quan hệ thân tình và móc xích với anh ba X là Trần Đại Quang thì đã thình lình hóa thân thành người thiên cổ vào tháng 9 năm 2018, để lại cái ghế chủ tịch nước trống hơ hoác mà việc ngồi vào đấy trở thành cơ hội hiếm có.
36% phản chắc. Có thể hình dung ra một ẩn ý của Nguyễn Phú Trọng khi ông ta muốn tổ chức Hội nghị Trung ương 9 chỉ 2 tháng sau Hội nghị Trung ương 8 sau khi được nhất thể hóa, một cách thần tốc để ngồi luôn vào cái ghế của kẻ mới chết là Trần Đại Quang. Ông Trọng muốn tái hiện thành tích 100% nhất trí và các đại biểu của Đại hội 12 đã dành cho ông ta, ứng cử viên duy nhất cho ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 12 của Đảng cầm quyền vào đầu năm 2016. Sau khi một ứng cử viên thuộc vị thế có tôi không có anh là Nguyễn Tấn Dũng đã không thể ngờ được là bị mất đi cơ hội tiếp tục cống hiến cho cách mạng sớm đến thế. Trước khi Hội nghị Trung ương 9 diễn ra, một số cựu thần trong Đảng đã lên tiếng yêu cầu cần công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư, một điệu bộ khá tương đồng với phong trào ủng hộ Tổng Bí thư ồn ào trước Đại hội 12. Trong quá trình đốt lò từ năm 2016 đến nay và khi Nguyễn Phú Trọng sắp bước vào cuộc bỏ phiếu lịch sử tại Quốc hội để trở thành Tổng chủ, cùng lúc khẩu khí của Nguyễn Phú Trọng cho thấy dường như ông ta tự tin và nghiêng về khả năng sẽ cho công khai kết quả đợt này. Hơn nữa, từ đầu năm 2018 đến nay, công khai có vẻ là một phương châm như một thủ thuật chính trị ông Trọng ưa chuộng sử dụng nhiều hơn. Đã có nhiều dự đoán của giới thạo tin chính trị cho rằng không ngạc nhiên nếu Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng về đầu trong cuộc lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư, trong khi những con ngựa về đích tiếp theo sẽ không ngoài những nhân vật như Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc. Sau khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã trôi qua, phản ánh của một ít nguồn tin trên mạng xã hội dường như đã xác nhận thứ tự về đích này. Tuy nhiên, lại chẳng có bất kỳ thông tin nào về kết quả cụ thể bao nhiêu phiếu tín nhiệm dành cho từng chóp bu. Hiện tượng trống vắng thông tin này là khác hẳn với một mật bật mí từ trong nội bộ về việc có đến 36% ủy viên trung ương bỏ phiếu không đồng ý cách chức quan chức Tất Thành Cang tại Hội nghị Trung ương 9. Trong khi vẫn mất biệt những con số cụ thể về kết quả phiếu tín nhiệm, hiện tượng 36% trên đã khiến một số dư luận không thể không nghi ngờ về khả năng Nguyễn Phú Trọng, cho dù có cán đích đầu tiên chăng nữa, nhưng có thể đã phải nhận một tỷ lệ phiếu thuận không mấy vẻ vang. Thậm chí, kết quả phiếu tín nhiệm của ông ta còn có thể giảm sút trầm trọng so với kết quả 99,79% mà ông ta nhận được tại Quốc hội vào tháng 10 năm 2018 khi sắp đặt để ngồi ngay vào cái ghế của kẻ vừa không may qua đời là Trần Đại Quang. Mà nếu không đạt được số phiếu tín nhiệm đủ cao để đủ thuyết phục quần thần, Nguyễn Phú Trọng đã không thể rửa mặt trọn vẹn cho scandal Hội nghị Trung ương 10 vào đầu năm 2015. Và nếu quả thực đã không xảy ra cái 100% nhất trí cho Nguyễn Phú Trọng đứng đầu bảng thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị Trung ương 9, đó chính là một thất bại đáng mất ngủ của ông Trọng. Khi đó, hẳn ông ta phải đau đầu nghĩ ngợi về liệu có một mối liên hệ bền chắc giữa sự biến mất của một số đông phiếu tín nhiệm mà lẽ ra phải dành cho ông ta với cái tỷ lệ 36% của Ban chấp hành Trung ương, tức vào khoảng hơn 70 người không đồng ý cách chức Tất Thành Cang. Và một giả thiết kinh khủng hơn nhiều, nhưng không phải là không thể, liệu đã bắt đầu hiện ra một lực lượng chống Trọng ngay trong nội bộ cấp cao của Đảng cầm quyền? Liệu cái tỷ lệ 36% phản chắc kia có bỏ phiếu nghịch dành cho ông Nguyễn Phú Trọng mà đã khiến thành tích phiếu tín nhiệm của ông ta rớt thảm hại? Cuối cùng, và theo một thông lệ bất thành văn, toàn bộ hệ thống tuyên giáo và báo đảng im như hến và kết quả phiếu tín nhiệm tại Hội nghị Trung ương 9 chẳng dại gì tự rước thân cơn lôi đình của Tổng chủ.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin cảm ơn và rất mong có được những sự quan tâm góp ý của quý vị và các bạn. Có thể quý vị hãy gửi email cho chúng tôi hoặc theo số điện thoại trên màn hình để chúng tôi sửa chữa những khuyết điểm mà chúng tôi đang thực hiện trong các chương trình trong thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong thời gian kế tiếp.